Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay nhân tiện có chiếc Haplot vành kim cương ở đây, tôi cũng muốn nói về một vấn đề khá thú vị trong người đồng hồ, đó chính là việc sử dụng kim cương trên đồng hồ dành cho nam. Vâng, thông thường thì người ta sẽ nghĩ là kim cương thì dành cho phái đẹp và đồng hồ nam thì không nên có kim cương, nhưng mà điều này chưa thật sự là chính xác cho lắm. Đồng hồ nam thì vẫn có thể sử dụng kim cương, nhưng mà với mức độ phù hợp và vừa phải thôi. Và trước hết thì chúng ta hãy tìm hiểu là kim cương trên đồng hồ thì có những loại nào. Vâng, kim cương thì có rất nhiều cách cắt khác nhau, nhưng mà phổ biến nhất thì chúng ta có baguette và brilliant cut. Trước hết là brilliant cut. Cái này thì người Việt thường gọi là kim cương tròn. Và kim cương tròn bởi vì nó có rất là nhiều mặt. Theo chuẩn thì kim cương brilliant cut sẽ có 58 mặt. Còn với nhiều mặt cắt như này thì viên kim cương sẽ dễ sửa sai hơn, dễ đánh bóng hơn. Và vì thế thì viên kim cương đầu vào, viên kim cương nguyên liệu sẽ yêu cầu thấp hơn. Vâng, bởi vì chúng ta có thể sửa những cái khiếm khuyết của viên kim cương bằng nhiều mặt cắt. Và với nhiều mặt cắt như thế thì viên kim cương sẽ có độ lấp lánh cao hơn, phản xạ ánh sáng tốt hơn. Vâng, cái này thì sẽ là vừa lợi vừa là hại. Có thể là với phái nữ thì họ cần sự lấp lánh trên đồ trang sức, nhưng mà thực sự thì đồng hồ nam giới thì không quá cần thiết cái độ lấp lánh đó. Còn tiếp đến thì chúng ta có kim cương baguette, hay người ta thường gọi là kim cương ống. Và cái tên baguette này thì nó lấy từ tiếng Pháp. Tiếng Pháp thì baguette nó là ổ bánh mì. Và cái thiết kế dài và hơi bo đầu thì rất là giống cái ổ bánh mì. Và với kim cương baguette thì sẽ có ít mặt hơn, thông thường sẽ là hình chữ nhật. Và với việc có ít mặt hơn thì viên kim cương baguette nó sẽ phản chiếu ánh sáng kém hơn viên brilliant cut. Nhưng bù lại thì việc phản chiếu ánh sáng kém hơn nó sẽ làm cho cái đồng hồ không quá nổi bật. Và theo ý tôi, thiết kế như thế sẽ phù hợp với đồng hồ nam hơn. Và quan trọng hơn là kim cương baguette sẽ có ít mặt cắt hơn. Và vì thế nên yêu cầu kim cương nguyên liệu, kim cương đầu vào phải có tiêu chuẩn cao hơn. Bởi vì ít mặt thì chúng ta sẽ khó sửa sai hơn. Và một cái lỗi sai thì có thể làm hỏng luôn viên kim cương. Và viên kim cương baguette khi hỏng thì có thể sửa thành brilliant cut. Nhưng mà một viên brilliant cut mà đã hỏng thì sẽ không bao giờ có thể sửa lại thành kim cương baguette được. Và ngoài hai cái thiết kế brilliant cut hay là baguette thì chúng ta còn nhiều cái cắt kim cương khác như là emerald, hình trái tim, hình giọt nước, và rất nhiều. Nhưng mà thường thì sử dụng trên đồng hồ chúng ta chỉ có hai loại brilliant và baguette thôi. Emerald cũng thỉnh thoảng cũng được sử dụng nhưng cũng không nhiều lắm. Vâng, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng phân tích là nên sử dụng một mẫu đồng hồ được nạm kim cương chính hãng, hay là mua một chiếc đồng hồ bình thường sau đó về và nhờ thợ lên kim cương. Và cái thuật ngữ chuyên ngành thì người ta thường gọi là lên kim và kim zin. Khi bạn mua một chiếc đồng hồ chính hãng được nạm kim cương thì bạn có thể chắc chắn là chiếc đồng hồ của bạn sẽ được tình trạng hoàn hảo. Những thương hiệu lớn như là Rolex, Patek hay là cả Haplot nữa, họ có đội ngũ quản lý chất lượng cực kỳ cho gắt gao và không có một chiếc đồng hồ nào với tiêu chuẩn chất lượng kém có thể xuất xưởng được. Tuy nhiên là đi kèm với đó thì mức giá của chiếc đồng hồ sẽ rất là cao mà không phải ai có thể chi trả. Còn nếu bạn mua một chiếc đồng hồ bình thường và sau đó về và nhờ thợ lên kim thì làm sao? Công việc này thì sẽ tùy vào tay nghề của người thợ. Nếu chiếc đồng hồ vào tay một người có tay nghề cao thì sẽ không khác gì một chiếc đồng hồ chính hãng cả, mà bạn còn tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Tuy nhiên nếu chiếc đồng hồ vào tay một người thợ mà tay nghề không cao lắm thì sẽ rất dễ gặp những cái lỗi xảy ra. Lỗi thông dụng nhất đó chính là cọc số thì xiên xẹo, không được đều. Vâng, những viên kim cương thì có thể viên to, viên nhỏ, độ trong suốt thì cũng khác nhau và sẽ làm cho chiếc đồng hồ của bạn không được hoàn hảo. Việc lựa chọn đồng hồ kim zin hay là lên kim thì sẽ tùy vào quyết định của mỗi người và tùy vào bạn có tin tưởng đến người thợ hay không. Và tất nhiên là việc sử dụng đồng hồ lên kim thì sẽ đi kèm với một chút rủi ro. Và nếu bạn không muốn rủi ro thì bạn chỉ cần mua đồng hồ chính hãng là được. Vâng, như chiếc Haplot kim cương trên tay tôi thì đây là chiếc đồng hồ kim cương chính hãng. Và tất nhiên là mức giá thì sẽ đi kèm với cả chất lượng của chiếc đồng hồ rồi.
Tuy nhiên, về ý kiến cá nhân thì tôi không thực sự thích cái thiết kế vành kim này lắm. Và như tôi đã phân tích từ trước thì tôi thích thiết kế kim cương baguette hơn. Kim cương baguette sẽ không quá lộng lẫy và phù hợp với cả đàn ông hơn. Theo bạn thì mẫu đồng hồ làm kim cương nào bạn thích nhất? Hãy comment phía dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.